Xin chào mừng tất cả các em học sinh, chào mừng các em đến với tiết học toán ngày hôm nay. Cô tên là Ngọc Hân, là giáo viên đang công tác tại trường tiểu học Võ Thị Sáu, quận 12. Rất vui vì được đồng hành với các em trong tiết học này. Và để bắt đầu tiết học hôm nay, cô mời các em cùng xem một đoạn video clip thật thú vị. Và cô sẽ có những câu hỏi dành cho mình sau khi kết thúc đoạn video clip này nhé. Chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn. Chú ngồi học bài một mình bên hố bom cạnh vườn xoan. Bao con cá chê non cùng bao cô cá rô giòn tung tăng chiếc vây son nhịp theo tiếng ếch vang giòn. Kìa chú là chú ếch con bé ngoan là ngoan nhất nhà. Chú học được bài xong rồi chú hát thi cùng hoa mi. Bao nhiêu chú chim gì cùng bao cô cá rô phi nghe tiếng ếch mê ly từng vui thích chia cười kì. Giai điệu của bài hát Chú Ếch Con vừa rồi thật là sôi động đúng không nào? Thế các em có nghe thấy Chú Ếch Con trong bài có điểm gì giống với các bạn học sinh của chúng mình không nhỉ? À đúng rồi, Chú Ếch Con rất là chăm học giống như là các em vậy đó. Thế các em còn nghe thấy trong bài hát ai là những người bạn của Ếch Con không nào? Đúng rồi, đó là những chú cá trê, cá rô phi, những chú chim ri và cả những chim hỏa mi nữa đúng không? Cô có lời khen dành cho các bạn vì đã lắng nghe rất là kỹ đoạn video clip vừa rồi. Và cô bật mí với mình một điều, hôm nay đồng hành với chúng ta trong tiết học này sẽ là ếch con đó. Vậy còn chần chờ gì nữa, chúng ta cùng nhau bước vào bài học nhanh nhanh cùng với ếch con nhé. Các em hãy quan sát thật kỹ, trên cây có những chú chim rất xinh đẹp. Và chuyện gì xảy ra nhỉ? À, có một số chú chim bay đi. Và ếch con thắc mắc, không biết còn lại trên cây bao nhiêu con chim nhỉ? Các em hãy giúp ếch con trả lời câu hỏi này bằng cách viết phép tính trừ để tìm số con chim còn lại trên cây vào bảng con nhé. Các em đã suy nghĩ ra chưa nào? Phép tính đó là gì nhỉ? À, đó là phép tính 11 trừ 5. Cô xin có lời khen dành cho các bạn học sinh đã có câu trả lời đúng nhé. Vậy, các em đã tìm ra kết quả của phép tính này chưa? 11 trừ 5 bằng bao nhiêu nhỉ? À, có bạn đếm số chim trên cành cây để tìm ra kết quả. Các bạn khác lại xếp các khối lập phương và tính toán. Và các bạn cô đang nghe liên hệ với phép cộng 6 cộng 5 bằng 11. Vậy 11 trừ 5 bằng 6. Đây cũng là một cách tìm ra kết quả rất hay. Vậy chúng ta cùng nhau đi kiểm tra kết quả của phép tính này nhé các em. Cô sẽ sử dụng các khối lập phương để minh họa cho phép trừ này. Chúng ta lấy 11 khối lập phương.
11 thì gồm 10 và 1. 5 cũng có thể tách thành 1 và 4. Như vậy, muốn lấy 11 trừ đi 5 thì đầu tiên cô sẽ lấy 11 trừ 1 trước đã để có kết quả bằng 10. Sau đó trừ tiếp tục cho 4. Chúng ta có phép tính 11 trừ 1 bằng 10. Tiếp tục là 10 trừ 4 bằng 6. Qua hai phép tính này, các em có thể nhận thấy trừ 1 rồi lại tiếp tục trừ 4. Như vậy có nghĩa là trừ 5 đó các em. Vậy thì 11 trừ 5 sẽ bằng 6. Tới đây chúng ta đã biết được bạn nhỏ nào có kết quả dự đoán ban đầu là 6 là chính xác đó các em. Xin chúc mừng các em nhé. Vậy chúng ta cùng nhau nhắc lại nhé. Muốn lấy 11 trừ đi một số thì chúng ta sẽ trừ để được 10 rồi trừ số còn lại. Các em đã nhớ rõ quy tắc chưa nào? Đó cũng chính là nội dung của bài học ngày hôm nay. 11 trừ đi một số. Vậy thì 11 trừ đi một số chúng ta làm cách nào? Ai còn nhớ quy tắc vừa rồi nhỉ? À đúng rồi, chúng ta sẽ trừ để được 10 rồi trừ số còn lại. Các em rất là giỏi. Vậy cô muốn đố các em làm sao để mình trừ để được 10? À, 11 trừ 1 sẽ được 10. Như vậy chúng ta sẽ lấy 11 trừ đi 1 trước rồi trừ đến số còn lại. Các em đã nhớ rõ chưa? Vừa rồi các em đã rất giỏi khi giúp cho bạn X giải đáp được những thắc mắc. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau luyện tập một chút nhé. Trên màn hình của các em là một khu rừng, nơi mà các bạn X đang sinh sống. Ấy thế mà cô không nhìn thấy bạn X nào nhỉ? Chắc là các bạn ấy đang trốn cả rồi. À, cô thấy có một thử thách ở bụi cây hoa màu tím kìa. Nếu mà các em tìm được kết quả của phép tính này thì các bạn X sẽ xuất hiện để vui chơi cùng mình đó. Cô hướng dẫn cho các em nha. 11 trừ 1 trừ 3 bằng bao nhiêu? Chúng ta sẽ thực hiện phép tính này từ trái qua phải. Đầu tiên là 11 trừ 1 trước. Dễ dàng các em sẽ tìm ra được kết quả bằng 10 đúng không nào? Và tiếp tục, chúng ta sẽ lấy 10 trừ 3 để tìm ra kết quả cuối cùng điền vào dấu 3 chấm. Các em đã rõ chưa nào? Tương tự như vậy, các em hãy tìm kết quả của những phép tính ở tảng đá, ở bụi cỏ và ở gốc cây nữa nè, để tìm ra các chú ếch đang ẩn trốn nhé. Thời gian làm bài của các em bắt đầu. Mình cùng nhau kiểm tra kết quả với cô nhé. Đầu tiên là ở bụi cây hoa màu tím, 11 trừ 1 trừ 3 sẽ bằng 7. Rất là chính xác, chú ếch con đã xuất hiện rồi kìa. Chúng ta nhanh tìm kết quả của những phép tính còn lại nhé. Tiếp theo là ở tảng đá nhé các em, 11 trừ 1 trừ 5 sẽ bằng 5, đúng rồi. Thế còn phép tính ở bụi cỏ thì sao nhỉ? 11 trừ 1 trừ 6 sẽ bằng 4. Rất chính xác, chú ếch cũng đã xuất hiện rồi. Và cuối cùng là ở gốc cây, 11 trừ 1 trừ 8 sẽ bằng 2. Các em thật là giỏi.
Các chú ếch của chúng ta cũng rất là tinh nghịch đó các em. Các bạn ấy đã che hết kết quả của những phép tính trong bài tập này rồi. Các em hãy giúp cô tìm lại kết quả nhé. Các em quan sát thấy đây đều là những phép tính 11 trừ đi một số đúng không nào? Thế có bạn nào còn nhớ muốn lấy 11 trừ đi một số thì ta làm như thế nào không? À đúng rồi, ta sẽ trừ để được 10 rồi trừ số còn lại. Vậy trừ mấy để được 10? Đúng rồi, 11 trừ 1 sẽ được 10, rồi trừ tới số còn lại. Các em hãy nhanh chóng tìm cho cô kết quả của những phép tính này nha. Thời gian làm bài của các em bắt đầu. Mình cùng nhau kiểm tra đáp án với cô nhé. Đầu tiên, 11 trừ 3 sẽ bằng bao nhiêu? À, 11 trừ 3 có nghĩa là 11 trừ 1 rồi trừ 2 đúng không? Như vậy kết quả của chúng ta là 8. Rất giỏi. Tiếp theo, 11 trừ 7 sẽ bằng mấy nhỉ? Kết quả sẽ là 4. Các bạn rất là giỏi. 11 trừ 8 sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? 11 trừ 8 bằng 3. Tiếp theo, 11 trừ 4 bằng bao nhiêu đây? À đúng rồi, 11 trừ 4 sẽ bằng 7. Thế còn 11 trừ 6 thì bằng bao nhiêu nhỉ? Chú ếch này đang che kết quả là số bao nhiêu đây ta? À, 11 trừ 6 bằng 5. Cuối cùng, số đằng sau của chú ếch này là bao nhiêu đây? 11 trừ 9 bằng 2. Một tràng pháo tay thật lớn để tự khen mình nào. Các em ơi, cùng mình vui học cả ngày rồi, đã đến lúc các chú ếch phải về nhà thôi. Mỗi chú ếch đang mang một phép tính, còn trên những lá sen là kết quả của phép tính đó. Các em hãy tính để biết được mỗi chú ếch sẽ nhảy vào chiếc lá nào để tìm đường về nhà nhé. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Thời gian làm bài của các em bắt đầu. Chúng ta cùng kiểm tra với cô nhé. Đầu tiên là chú ếch có phép tính 11 trừ 2. 11 trừ 2 bằng 9. Đúng rồi, chú ếch sẽ nhảy vào lá sen có kết quả bằng 9. Tiếp theo là chú ếch có phép tính 11 trừ 4. Chú ếch này sẽ nhảy vào đâu nhỉ? À, 11 trừ 4 bằng 7. Tiếp theo là chú ếch có phép tính 11 trừ 7. Chú ếch này sẽ nhảy vào lá sen có kết quả bằng 4. Thế còn chú ếch có phép tính 11 trừ 5 thì sao? Đúng rồi, chú sẽ nhảy vào lá sen có kết quả bằng 6 đó các em. Và cuối cùng, chú ếch có phép tính 11
trừ 9 sẽ nhảy vào lá sen có kết quả là 2. Các em thật là giỏi. Và chào tạm biệt các chú ếch nha. Hẹn gặp lại các chú ếch dễ thương ở tiết học sau nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Ngày hôm nay các em đã học tập rất tích cực và cô thấy rất là vui. Các em nhớ ôn lại bài và chuẩn bị bài tiếp theo để chúng ta học cho tốt nhé. Chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau.